Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây hồng ngọc mai bám đá nha, bám đá tiểu cảnh. Này, cây này bám đá rồi nha. Này, hồng ngọc mai mà. Đang ra hoa này. Cây mini bàn trà rất là duyên luôn nha. Cây này có mã số là 741 nha. Chiều cao của cây này tầm tầm 38 á nha mình, tầm 38 á. Đang nằm cái chậu này lọt lòng tầm 20. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn. 600k bao ship luôn chậu nha. Hồng ngọc mai nha mình. Cái này bám đá tiểu cảnh, đá cũng rất kia là đẹp luôn. À, sóng này. Chân rễ quái sóng này. Nhà mình xem tham khảo nha. Cây rất chi là duyên luôn nha mình. Và duyên cây luôn nha. Hồng ngọc mai nha mình. Cây này nhà vườn vô dây định hình nữa rồi. Đây hoa đang ra này. Cây mini bàn trà. Rất là duyên cây luôn. Nhà mình xem tham khảo nha. Dạng chân rễ quái này, ôm đá rồi. Rồi mã số 741 giao lưu nhanh với nhà mình là 600k bao ship luôn chậu nha. Một cây hồng ngọc mai tiểu cảnh nha. Mini. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn.